Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn Chào mừng các bạn đọc quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ và sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi chi tiết 12 con giáp thứ 6 ngày 25 tháng 3 năm 2022 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 23 tháng 2 năm nhâm dần Ngày này là ngày đinh Sửu tháng quý mão năm nhâm dần Và ngày hôm nay là ngày hắc đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ nhâm dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc kim quỹ, giờ quý mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc bảo quang, giờ ất tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc ngọc đường, giờ mậu thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc tư mệnh, giờ canh tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thanh long, giờ tân hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc minh đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ canh tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc thiên hình, giờ tân sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc chu tức, giờ giáp thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc bạch hổ, giờ bính ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc thiên lao, giờ đinh mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc nguyên vũ, giờ kỷ dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc câu trần. Vài ngũ hành, ngũ hành nên mệnh giãn hạ thủy ngày đinh sửu tức can sinh chi nghĩa là hỏa sinh cho thổ và ngày hôm nay là ngày cát vài nạp âm giãn hạ thủy kỵ tuổi tân mùi kỵ mùi ngày thuộc hành thủy khắc với hành hỏa đặc biệt là tuổi kỵ sửu đinh dậu kỵ mùi thuộc hành hỏa không sợ thủy ngày sửu lục hợp với tý tam hợp với tỵ và dậu thành kim cục xung với mùi hình tuất hại ngọa phá thìn và tuyệt mùi. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi tân mùi, kỵ mùi, tuổi xung trong tháng, tuổi tân dậu, đinh dậu, đinh mão. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao sinh khí, tốt mọi việc, nhất là về xây dựng nhà cửa, tu tạo, động thổ ban nền, trồng cây, sao nguyệt ân, tốt mọi việc, sao kính tâm tốt đối với an táng, sao đại hồng sa tốt mọi việc, sao hoàng ân tốt mọi việc. Sao giáo trong nhà gồm có sao hoang vu sáu mọi việc, sao cửu không kỵ về xuất hành, cầu tài lộc, khai trương, sao câu trận kỵ về an táng, sao tứ thời cô quả kỵ về cưới hỏi. Và đặc biệt, đó, ngày 25 tháng 3 năm 2022, tức là ngày 23 tháng 2 năm nhâm dần, Ngày này là ngày Nguyệt Kỳ, mùng năm, 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi bùn. Dân gian thường gọi ngày này là ngày, nửa đời, nửa đoạn, nên làm việc gì cũng chỉ đạt được dựa chừng, khó đạt được kết quả như ý muốn. vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng chính nam, tài thần, hướng chính đông. Và sau đây, mời các bạn đuốn xem tử vị trí tiết 12 quân giáp thứ 6 ngày 25 tháng 3 năm 2022. Mời các bạn dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý thứ sáu ngày 25 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ sáu này với ba tuổi Tý xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có lục hợp quý nhân chia chở cho nên bạn có được một ngày làm việc rất sung sướng. Với bạn tuổi Tý nên tận dụng các khí trong ngày hôm nay để tiến hành các công việc như là hợp tác, đàm phán, làm ăn hay là thuyết phục khách hàng sẽ rất thuận lợi cho bạn. Vì thế, lợi nhuận có thể sẽ tăng vọt trong ngày hôm nay. Và trong ngày thứ 6 này với bạn tuổi Tý lại đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Cái điều này còn đảm bảo cho bạn có được vận trình công danh rất chi là hanh thông. Hầu hết các kế hoạch đều diễn ra đúng như dự định và đem về kết quả tốt, giảm đi rất nhiều nỗi lùa ở trong lòng bạn. bản mệnh còn được cấp trên đánh giá rất cao và trao cho thêm nhiều trọng trách quan trọng trong khoảng thời gian này nữa. Và trong ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có thổ thủy xung khắc, điều này có thể khiến cho bạn phải gánh chịu nhiều nỗi muộn phiền trong chuyện tình cảm. Và không phải lúc nào mọi chuyện cũng diễn ra theo đúng như ý muốn của mình, đó là điều mà với bạn tuổi Tý phải chấp nhận hai người ở bên nhau cần phải hiểu và thông cảm cho nhau. Hãy đặt mình vào vị trí của đối phương để suy nghĩ cho người ấy nữa bạn tuổi tí nhé vài câu quýt cho bạn tuổi tý trong ngày thứ sáu này từ vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim ngày thích hợp để tiến hành những công việc về hợp tác, đàm phán, làm ăn từ vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy có được vận trình hanh thông, suôn sẻ mọi bề từ vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa được cấp trên đánh giá rất cao và trao cho thêm nhiều trọng trách quan trọng từ vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ sự nghiệp thuận lợi kế hoạch diễn ra đúng như dự định từ vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc phải chịu nhiều nỗi muộn phiền trong chuyện tình cảm. Và đánh giá của bạn tuổi tí trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, quân số may mắn số 27, số 59, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cá tường, màu xanh dương, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi thân, tuổi xỉu. từ Vi tuổi Xỉu, thứ sáu ngày 25 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ sáu này với bà tuổi xỉu, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Cái điều này sẽ tạo thêm cơ hội cho bạn để gia tăng thu nhập, cải thiện về chất lượng cuộc sống của mình. Trong ngày này, đối với những người làm công ăn lương có được nguồn thu nhập nhờ tranh thủ thời gian rảnh rỗi và làm thêm nghề tay trái, việc chi tiêu cũng có thêm phần thoải mái hơn, không phải căn kia quá nhiều như trước nữa. Và trong ngày này với ba tuổi xỉu, đối với những bạn làm kinh doanh, buôn bán sẽ có được một ngày khá dễ thở khi mà cái chuyện kinh doanh, buôn bán diễn ra vô cùng là thuận lợi. Bạn mệnh tìm được nguồn hàng phù hợp, có nguồn tiêu thụ đều đặn, tài lộc cứ thế thiêu nhau kéo về nhà, buôn bán quan trọng nhất là chữ tín. Bên cạnh việc quảng cáo các mặt hàng của mình, bạn cũng đừng quên chăm chút cho sản phẩm để thu hút được niềm tin của khách hàng nữa bạn tuổi xỉu nhé. Ngày này với bạn tuổi xỉu lại đang gặp ngày có thổ khí vượng, điều này dễ ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn, nhất là về đường tiêu hóa dù bạn có bận rộn công việc đến đâu đi chăng nữa bạn cũng nên dành thời gian cho việc nghỉ ngơi và chăm sóc sức khỏe cho bản thân mình sức khỏe là điều đáng quý bạn đừng có vì công việc mà làm ảnh hưởng tới sức khỏe của mình về lâu dài bạn tuổi xịu nhé vài câu quyết cho bạn tuổi sửu trong ngày thứ sáu này tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim người làm câu ăn lương có được nguồn thu nhập khá bất ngờ nhờ nghề tay trái Từ vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy có cơ hội gia tăng thu nhập cải thiện chất lượng cuộc sống tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa nên chăm chút cho chất lượng sản phẩm để thu hút niềm tin của khách hàng Từ vi tuổi tan sửu thuộc mệnh thổ việc kinh doanh buôn bán diễn ra thuận lợi tài lộc ẩm ẩm đổ về nhà. Tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc nên dành nhiều thời gian cho việc nghỉ ngơi và chăm sóc sức khỏe cho bản thân mình. Và đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 45, số 64, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ tuổi Dậu, tuổi Tý. Từ vi tuổi dần thứ sáu ngày 25 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ sáu này với bạn tuổi dần, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có kíp tài chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo, có nguy cơ mất tiền hao của trong ngày hôm nay là rất lớn hung thần này chiếu mạnh sẽ có thể cướp đi những gì mà bạn đã vất vả xây dựng từ trước tới nay. Họa phá tài hiển hiện với bạn dễ dàng đưa ra những quyết định bồng bọt và vội vàng đánh mất đi sự sáng suốt điểm tỉnh thường ngày của bản thân mình mà đưa ra quyết định sai lầm nữa nhé. Ngày này với bạn tuổi dần lại đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc, điều này làm cho cuộc đường tình duyên của bạn gặp nhiều trắc trở đối với những bạn đang quản độc thân, dù có nhiều đối tượng khác phái quan tâm, theo đuổi nhưng mãi vẫn chưa chọn được ai thực sự ưng ý với mình. Có vẻ như bản mệnh có quá nhiều nỗi lo lắng và e sợ cho nên không dám tiến tới theo tính gọi cuộn trái tim mình nữa. Và xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày 23 tháng 2 năm nhâm dần. Ngày này là ngày nguyệt kỵ mùng 5, 14, 23. Đi chơi quản thiệt nữa là đi buôn. Dân gian thường gọi ngày này là ngày, nửa đời, nửa đoạn. Nên làm việc gì cũng chỉ đạt được dựa chừng, khó đạt được kết quả như ý muốn. Chính vì vậy với bạn tuổi dần, không nên thực hiện những công việc quan trọng trong ngày hôm nay. Và ngày này với bạn, nếu như có công việc bắt buộc xuất hành phải đi xa, thì bản mạnh nên ưu tin xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần, hướng chính nam và tài thần, hướng chính đông. Đây là hai hướng giúp cho công việc của bạn thêm phần thuận lợi hơn, hạn chế được những rủi ro xảy ra với mình nhé về câu quyết cho bạn tuổi dần trong ngày thứ sáu này tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy hung thần cướp đi hết những gì mà bạn đã vất vả gây dựng từ trước tới nay tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa cần phải cẩn thận với nguy cơ mất tiền hao của tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ ngày hôm nay không nên thực hiện những công việc quan trọng tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc dễ dàng đưa ra những quyết định bồng bột vội vàng, thiếu đi sự chính xác từ vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim đối với những người đang còn độc thân, không dám tiến tới thiêu thính hoại của trái tim mình. Và đánh giá của bà tuổi dần trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao tài lộc, 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm, 3 sao, con số may mắn số 16, số 69, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá, màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi hợi, tuổi tốt từ với tuổi Mão thứ sáu ngày 25 tháng 3 năm 2022 ngày thứ sáu này với ba tuổi Mão xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có tỷ kim chiếu mệnh cái điều này sẽ giúp cho bạn thêm phần vững tâm và tự tin hơn trong các thời điểm cần đưa ra nhiều sự lựa chọn mang tính quyết định như ngày hôm nay bản mệnh tuổi mão sẽ quyết đoán hơn khi biết chắc chắn điều mình mong muốn là gì mà không để cho cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc nữa nhé. Và ngày này với bạn tuổi mão, tài lộc của bạn sẽ về với bạn khi những nỗ lực bền bỉ của bạn từ trước đó tới nay đã đem lại phần thưởng xứng đáng cho bạn. Bạn hoàn toàn có thể vượng tin vào vận may của mình. Thực tế thì bạn có được thành công, lợi nhuận tăng cao cũng là nhờ rất nhiều vào năng lực của bản thân, chứ không phải chỉ nhờ vào vận may của mình có được nhé. Tuy nhiên, á, ngày thứ 6 này với bạn tuổi bảo cũng đang chịu ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc, cho nên bạn cần phải bình tĩnh để giải quyết những hiểu lầm trong chuyện tình cảm lứa đôi. Đôi bên nên ngồi lại bên nhau để trò chuyện, tâm sự với nhau thay vì cứ suy diễn rồi quy chụp, định tội cho nhau nhé vài câu quyết cho bạn tuổi mão trong ngày thứ sáu này tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy có được sự quyết đoán hơn khi biết điều mình mong muốn là gì tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa thêm phần vững tâm và tự tin khi phải đưa ra những quyết định quan trọng tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ thành công lợi nhuận tới từ năng lực của bản thân tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc đốn tài lộc về nhờ những nỗ lực bền bỉ từ trước tới nay. Từ vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim cần phải bình tĩnh để giải quyết những hiểu lầm trong tình yêu lứa đôi. Và đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 23, số 57, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi hợi, tuổi mùi, tuổi tuất. Từ với tuổi thìn thứ sáu ngày 25 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ sáu này với bà tuổi thìn, xem tử vi cho thấy bạn đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành, xỉu thìn, tương phá. Điều này làm cho bạn cần phải chú ý quản lý về tiền bạc chặt chẽ hơn trong ngày hôm nay với bạn tuổi thìn nên cân nhắc cho kỹ lưỡng trước khi chi tiêu bất cứ thứ gì tránh rơi vào tình trạng bị tổn hao về tiền bạc một cách vô ích nhé và ngày thứ sáu này với bà tuổi thìn đối với những bạn làm kinh doanh buôn bán càng thêm phải thận trọng hơn tránh đưa ra những khoản đầu tư mang tính mạo hiểm nếu như bạn không muốn rơi vào tình trạng làm ăn bị thua lỗ bạn hãy kiên nhẫn chờ đợi thời cơ vào những ngày hôm khác để tránh rủi ro xảy ra với mình Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi thìn lại đang gặp ngày có thổ khí vượng. Điều này nhắc nhở bạn cần phải lưu ý hơn về sức khỏe của bản thân mình, đặc biệt là về đường tiêu hóa. Bạn đang có điểm báo sức khỏe của bạn bị ảnh hưởng, dễ gặp phải những vấn đề về ăn uống hay là có thể mắc bệnh về dạ dày nữa. Về câu quýt cho bà tuổi thìn trong ngày thứ sáu này, từ vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa nên cân nhắc kỹ càng trước khi chi tiêu bất cứ thứ gì tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ chú ý quản lý về tiền bạc chặt chẽ trong ngày hôm nay tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc nên kiên nhẫn chờ đợi cơ hội tốt vào ngày hôm sau để giảm bớt những rủi ro từ vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim người làm kinh doanh buôn bán nên tránh những khoản đầu tư mạo hiểm từ vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy cần chú ý hơn về sức khỏe của mình đặc biệt là về đường tiêu hóa và đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 11, số 61, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Dậu, tuổi Thân. Từ vi tuổi Tỵ thứ 6 ngày 25 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ sáu này với ba tuổi tỵ, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày cố ngũ hành tam hợp tỵ dậu xỉu phù trợ cái điều này sẽ giúp cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay trở nên tốt đẹp hơn với bạn tuổi tỵ đang gặp được vận quý nhân chia chở dẫn dắt cho nên bạn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được sao bạn nhận được những sự hỗ trợ đắc lực cho nên bạn cần phải tiếp tục phát huy và chủ động thể hiện năng lực vốn có của mình học hỏi thêm những kỹ năng kiến thức mới để tiến gần hơn nữa tới với thành công nhé và trong ngày thứ sáu này với bạn tuổi tỵ đang có được các thần che chở, cái điều này sẽ giúp cho con đường tài lộc của bạn được khởi vượng, thu nhập được gia tăng một cách đáng kể. Bản mệnh tuổi tỵ tìm được tối tác làm ăn tốt, đôi bên đạt được thỏa thuận về hợp tác cùng có lợi, cho nên việc kinh doanh diễn ra vô cùng là suôn xỉa, hứa hẹn nhiều dự án khả quan hơn trong tương lai nữa nhé bên cạnh đó trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi tỵ đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng với bạn còn được may mắn mỉm cười trên con đường tình duyên của mình tình yêu của bản mệnh đang được thăng hoa rực rỡ bạn cảm nhận rõ ràng về hạnh phúc khi luôn được người ấy yêu thương và chăm sóc hết lòng cho mình nữa Vài câu quyết cho bạn tuổi tỵ trong ngày thứ sáu này từ vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa nên tiếp tục phát huy chủ động thể hiện năng lực vốn có của bản thân từ vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được sao nhờ quý nhân dẫn dắt dẫn đường chỉ lối từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc tìm được đối tác làm ăn tốt đạt được thỏa thuận trong hợp tác làm ăn từ vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim, con đường tài lộc được khởi vượt, thu nhập gia tăng đáng kể, từ vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy, tình yêu được thăng hoa rực rỡ, cảm nhận rõ ràng hạnh phúc trong tầm tay. Và đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp năm sao, tài lộc 5 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 5 sao con số may mắn số 16, số 80, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phụ trợ, tuổi Sửu, tuổi Dậu, tuổi Thân. Từ phi tuổi Ngọ, thứ 6, ngày 25 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ sáu này với ba tử ngọ, xem tử vi cho thấy bạn đang chịu tác động của cục diện ngũ hành, xỉu ngọ tương hại. Điều này làm cho con đường quan lộ của bạn gặp không ít trở ngại do kẻ tiểu nhân ngáng đường. Và lúc này với bàn tử ngọ, bạn cần phải bình tĩnh, suy nghĩ cho kỹ càng để làm chủ tình huống. Có như vậy mới có thể đưa bản thân mình thoát khỏi những tình huống rắc rối bỏ vây và trong ngày thứ sáu này với ma tử ngọ còn có được sự xuất hiện của thực thần chiếu mệnh làm cho bạn đang có điểm báo về tài lộc đang ùn ùn kéo tới với bạn tử ngọ có rất nhiều ý tưởng muốn thực hiện tiền tài cũng nhờ những ý tưởng đó mà được dồi dào hơn với bạn dám nghĩ dám làm và sẵn sàng mạo hiểm để có thể đổi lấy lợi nhuận lớn hơn rất nhiều nữa bên cạnh đó trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tử ngọ cũng đang gặp được ngày của ngũ hành tương sinh, cái điều này sẽ góp phần giúp cho đào hoa nở rộ và ngày hôm nay có rất nhiều cơ hội đang mở ra trước mắt với bản tử ngọa có thể thêm nhiều lựa chọn cũng như là có thể sẽ tìm được người phù hợp mà mình đang mong mỏi nữa nhé. Về câu quyết cho bản tử ngọa trong ngày thứ sáu này. Từ vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim cần phải bình tĩnh suy nghĩ kỹ càng để làm chủ tình huống Từ vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy con đường quan lộ gặp không ít trở ngại do kẻ tiểu nhân ngáng đường tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa sẵn sàng đầu tư mạo hiểm để có thể đổi lấy lợi nhuận lớn hơn Từ vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ có báo hiệu con đường tài lộc ùn ùn kéo tới Từ vi tuổi nhâm ngọ Cuộc mệnh mộc, đào hoa nở rộ có nhiều cơ hội mở ra đối với những bạn đang quản độc thân. Và đánh giá của bạn tuổi ngoạn trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, quân số may mắn số 40, số 86, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cá tường, màu hồng, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi tốt, tuổi mùi,

Ngày thứ sáu này với ba tuổi mùi, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung thìn tuất xỉu mùi. Điều này khiến cho bạn mùi đang quá mức tự tin vào bản thân mình. Bạn mệnh cho rằng mình có tầm nhìn xa trông rộng hơn tất cả mọi người, cho nên không muốn lắng nghe theo lời khuyên của bất cứ ai. Và đây chính là nguyên nhân chủ yếu khiến cho bạn vướng phải nhiều rắc rối nhé. Với bà túi mùi, bạn cần phải chú ý tới cách ăn nói của mình, tránh làm mất lòng người nghe cho dù bạn có cố ý hay là không. Khi muốn góp ý cho ai đó, bạn cũng nên dùng những từ ngữ uyển chuyển, tránh dùng những từ ngữ quá đau to bố lớn khiến cho người nghe bị tổn thương nữa và trong ngày thứ sáu này với ba tuổi mùi lại đang gặp ngày có thổ khí vượng và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là trở nên cố chấp với những suy nghĩ của chính mình bởi chưa chắc hướng suy nghĩ hiện tại của bạn đã là chính xác và đôi khi thay đổi góc nhìn bạn sẽ nhận thấy sự việc có hướng giải quyết đơn giản hơn rất chi là nhiều nữa vài câu quyết cho bạn tuổi mùi trong ngày thứ sáu này tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim không muốn lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh từ vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy quá mức tự tin coi mình là nhất từ vi tuổi kỵ mùi thuộc mệnh hỏa không nên cố chấp với quan điểm của mình từ vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ chú ý trong cách nói năng chớ làm mất lòng người khác từ vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc thay đổi góc nhìn sẽ khiến cho vấn đề trở nên đơn giản hơn về đánh giá của ba tuổi mùi trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 24, số 50, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi hợi, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân thứ sáu ngày 25 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ sáu này với bạn tuổi thân, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có chính quan phù trợ. Cái điều này sẽ giúp cho bạn có được những cơ hội đón nhận tin vui trên con đường sự nghiệp của mình với bạn tuổi thân nhờ sự cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ bạn mạnh có thể giành được sự tín nhiệm của cấp trên và được giao cho những nhiệm vụ quan trọng cái điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tương lai của bạn về sau này nữa nhé và nhân lúc cát khí đang vượng như thế này, với bà tuổi thân, hãy mạnh dạn triển khai những kế hoạch mà mình đang ấp ủ bấy lâu. Nhờ thế mà bạn có thể sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn hạn so với những gì mà mình đang trông đợi. Thu nhập cũng được cải thiện một cách đáng kể nữa nhé. Tuy nhiên, đó, trong ngày thứ sáu này với bà thủ thân lại đang gặp ngày có kim mộc xung khắc và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là nên nhún nhường hơn một chút. Trong tình yêu, đừng có quá tính toán chuyện hơn thua, nếu không sẽ rất tổn thương cho chuyện tình cảm. Đừng có để đến lúc hạnh phúc vụt khỏi tầm tay thì lúc đó hối hận đã muộn mất rồi nhé. Về câu quyết cho bạn thủ thân trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy giành được sự tín nhiệm của cấp trên tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa có được cơ hội đón nhận tin vui trên con đường sự nghiệp tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ được giao cho những nhiệm vụ quan trọng tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc nên nhún nhường hơn trong tình yêu Từ vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim nên mạnh dạn triển khai những kế hoạch mà mình đã ấp ủ bấy lâu và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 11 số 92 giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cát tường màu bạc màu ánh kim quý nhân phù trợ tuổi thìn tuổi tý tuổi tỵ từ vi tuổi Dậu thứ sáu ngày 25 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ sáu này với bà tuổi Dậu, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp tị dậu xỉu phù trợ cái điều này sẽ giúp cho cái chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay gặp khá nhiều may mắn với ba tuổi dậu, đôi lứa tâm đầu ý hợp, dù chẳng cần phải nói nhiều lời yêu thương lãng mạn, nhưng tình yêu luôn đong đầy giữa hai bạn. Cả hai luôn thông cảm và thấu hiểu cho đối phương, giữ gìn mối quan hệ bền vững mà mình đang có nữa. Và trong ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân, nên năng nổ tham gia các hoạt động xã giao, tụ tập với bạn bè, đó có thể chính là nơi để cho bạn tìm thấy được một nửa phù hợp cho mình. Bạn cũng đừng có ngần ngại khi ở trong vai trò chủ động theo đuổi bởi hạnh phúc của mình không tự nắm lấy thì làm sao có thể thuộc về mình được nhá. Tuy nhiên, trong ngày thứ sáu này với bà tuổi giàu lại đang gặp ngày có thiên quan ngáng trở kẻ tiểu nhân vây hãm. Do đó mà công việc của bạn trong ngày hôm nay không được suôn sẻ thuận lợi như dự kín. Có nhiều vấn đề bất ngờ nảy sinh khiến cho bạn quay cuồng trong công việc chẳng còn thời gian riêng tư cho cuộc sống của mình nữa về câu quyết cho bạn tuổi dậu trong ngày thứ sáu này từ vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy đôi lứa luôn thông cảm và thấu hiểu cho đối phương từ vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa gặp nhiều may mắn trong chuyện tình cảm từ vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ nên chủ động theo đuổi và nắm giữ lấy hạnh phúc thuộc về mình từ vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc đối với những người đang còn độc thân nên năng nổ tham gia các hoạt động xã giao từ vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim, công việc không được xuân sẻ do kẻ tiểu nhân vây hãm. Và đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 35, số 58, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi sửu, tuổi thìn. tử vi tuổi tuất thứ sáu ngày 25 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ sáu này với bạn tuổi tuất xem tử vi cho thấy bạn đang có điểm báo trải qua một ngày công việc gặp nhiều trục trặc khi bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung thìn tuất xỉu mùi gây ra. Với bạn tuổi tuất bạn cần phải chú ý hơn trong cách đối nhân xử thế của mình, tránh mâu thuẫn với cấp trên và đồng nghiệp, hạn chế tối đa những rắc rối không đáng có có thể phải đối mặt trong ngày hôm nay nhé. Bù lại, trong ngày này với bạn tuổi Tuất lại gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh, cái điều này sẽ mang tới cho bạn có được nhiều sự may mắn về tiền bạc với bạn đang có được nguồn tài lộc khá dồi dào và ngày hôm nay rất thích hợp để cho bạn ký kết những hợp đồng bạn có thể nhân cơ hội này để nhân gấp đôi gấp ba số lợi nhuận thu về để gia tăng thu nhập cho bản thân mình nữa nhé tuy nhiên trong ngày thứ sáu này với bạn tuổi tuất lại đang gặp ngày có ngũ hành thổ mộc xung khắc điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ lên vận trình tình duyên của bạn trong ngày hôm nay tình yêu gặp trục trặc cũng chính vì cái tính bướng bỉnh của bạn bạn hãy nhớ rằng nhún nhường một chút không hề gây hại gì cho bạn trái ngược lại còn giúp cải thiện về tình cảm lứa đôi nữa nhé vài câu quýt cho bạn tuổi tuất trong ngày thứ sáu này tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa tránh mâu thuẫn với cấp trên và đồng nghiệp hết sức có thể tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ vận xui điêu bám công việc gặp nhiều trục trặc tử vi tuổi mão tuất thuộc mệnh mộc ngày hôm nay rất tốt cho việc ký kết những hợp đồng tăng thêm lợi nhuận cho mình. Từ vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim gặp nhiều may mắn về tài chính, tiền bạc được dồi dào. Từ vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy tính cách bướng bỉnh khiến cho tình yêu gặp nhiều vấn đề trục trặc. Và đánh giá của bà tuổi tuất trong ngày thứ sáu này sự nghiệp. 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao cô ăn số may mắn số 14, số 77, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mão, tuổi dần. Từ với tuổi hỏi thứ sáu ngày 25 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ sáu này với bà tuổi hỏi, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hội phù trợ. Cái điều này sẽ giúp cho công việc, sự nghiệp của bạn ngày hôm nay gặp được nhiều thuận lợi, dễ được quý nhân giúp đỡ. Và ngày này với bà tuổi hỏi, các mối quan hệ xã giao của bạn rất hài hòa, tình cảm tốt đẹp. Cho dù bạn có làm gì đi chăng nữa, cũng luôn nhận được sự giúp đỡ, trợ giúp của quý nhân và gặt hái được nhiều thành tựu đáng kể cho mình nữa nhé lại thêm trong ngày thứ sáu này với bà tuổi hợi đang gặp được ngày có chính ấn tương trợ cái điều này sẽ giúp cho tín độ công việc của bạn đảm bảo được ổn định thời gian này bạn nên dồn hết tâm sức vào công việc để gặt hái được nhiều thành công hơn nữa với bà tuổi hợi được cấp trên ghi nhận và đề cao tinh thần cống hiến của bản thân không biết mệt mỏi trong công việc nữa nhé Tuy nhiên, về phương diện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay lại không được thuận lợi cho lắm. Khi bạn đang gặp ngày có thủy thổ xung khắc, cái điều này sẽ gây ra những tác động xấu lên vận trình tình cảm của bạn. Tình cảm của bạn có phần đi xuống cũng bởi dạo gần đây, bạn thường hay có sự cãi vã hoặc là chiến tranh lạnh với nửa kia khiến cho không khí gia đình bí bách và ngột ngạt nữa. Vì vậy, bạn cần phải chủ động để trò chuyện với người ấy để hóa giải những hiềm khích mâu thuẫn trong chuyện tình cảm càng sớm càng tốt nữa nhé. Về câu quýt cho bạn tuổi hợi trong ngày thứ sáu này, từ vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa, các mối quan hệ xã giao hài hòa, tình cảm tốt đẹp, từ vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ, công việc, sự nghiệp được thuận lợi, dễ gặp được quý nhân giúp đỡ, từ vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc, được cấp trên ghi nhận, về đề cao nhờ tinh thần cống hiến hết mình từ vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim luôn được quý nhân nâng bước gặt hái được nhiều thành tựu thành tựu đáng kể từ vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy tình cảm đi xuống bởi chiến tranh lạnh và cãi vã liên minh và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ sáu này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 21, số 73, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi dần, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh, ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.